Chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã đến với Xuân Hồng Digital Sale. Và ngày hôm nay Hồng sẽ review cho các bạn một cái loại trà Atiso túi lọc. Thì cái trà Atiso này nó có tác dụng giúp cho các bạn an thần, giải độc, mát gan. Và đặc biệt là giúp cho các bạn mà bị mất ngủ á. Nếu mà các bạn uống nhiều á thì các bạn sẽ dễ ngủ hơn. Thì mình đặt online, cho nên là mình mua ở Lan Farm các bạn ha. Lan Farm có một cái shop official ở trên Shopee. Và nếu mà các bạn đặt đơn hàng ở trên này thì rất là tiện và được giao đến tận nhà. Thì được bọc cũng rất là kỹ như các bạn thấy ở trên màn hình. Thì ở phía trong á thì mình sẽ nhận ngay một cái hộp trà. Đó là hộp trà Atiso túi lọc. Thì bên Lan Farm bán rất là nhiều các loại trà. Thì cái đường link của shop á, official á, thì mình sẽ để ở trong cái phần mô tả. Cũng giống như là cái sản phẩm Atiso này thì mình để ở cuối video á, thì các bạn có thể tham khảo. Thì đây là một cái loại trà túi lọc được phân phối bởi Lan Farm, nhưng mà nó đến từ một cái thương hiệu Thái Bảo. Đó là một cái thương hiệu trà rất là nổi tiếng. Ai mà là người Lâm Đồng hoặc là Đà Lạt á, thì đều biết tới trà Thái Bảo cả. Thì cái loại Atiso này á, thì ngoài Atiso thì sẽ có một chút cỏ ngọt ở trong đó, cho nên á, sẽ giúp cho các bạn uống á, nó có cái vị ngọt dư âm ở cổ họng, rất là dễ uống. Và các bạn có thể uống trà buổi sáng hoặc là kể cả buổi tối luôn. Các bạn uống thì các bạn sẽ rất là dễ ngủ và tốt cho sức khỏe. Các bạn cũng thấy ha, Atiso 92%, thân lá 50%, rồi rễ, rồi hoa và có cỏ ngọt 8% luôn. Và ở bên cạnh thì cũng có tiếng Anh và có mã vạch sản phẩm để các bạn tham khảo. Thì mình uống trà Atiso rất là thường xuyên để mà mình cải thiện sức khỏe, cũng giống như là cải thiện cái chứng mất ngủ của mình. Mình thì người rất là khó ngủ, cho nên là mình uống trà Atiso thì mình cảm thấy là mình dễ ngủ hơn và sức khỏe của mình được cải thiện rất là nhiều. Thì bao bì rất là đẹp. Và phía bên trong thì các bạn cũng nhìn thấy là mình sẽ có ba cái phần túi ở phía trong. Và cái phần túi đó thì cũng rất là nhiều túi lọc ở trong á. Các bạn uống nguyên một cái hộp này thì các bạn uống được rất là lâu. Mình nghĩ là cũng phải 2-3 tháng á. Một lần pha thì các bạn chỉ cần cho một túi hoặc hai túi tùy sở thích. Các bạn pha là uống nguyên một ngày luôn, rất là lợi. Và cái phần sản phẩm này mình mua là có 90.000 thôi, và mình được thêm cái miễn phí ship nữa, cho nên mình cảm thấy rất là có lợi. Bạn nào muốn mua thì các bạn nghiên cứu cái đường link mình để ở cuối video clip, và hoặc là những cái đường link mình để dưới phần mô tả của cái video clip này. Và nếu các bạn yêu thích thì các bạn đừng quên like, chia sẻ và đăng ký xem nhiều video clip khác từ Hồng. Và hy vọng là các bạn sẽ yêu thích những cái video clip hướng dẫn cũng giống như là review của Hồng. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn ở những video clip lần sau.